Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, ngày 13 tháng 7, tàu cao tốc các tuyến thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, thành phố Phú Quốc, thành phố Rạch Giá, Nam Du, huyện đảo Kiên Hải và ngược lại trên vùng biển Kiên Giang đều tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng thời tiết xấu và chờ có thông báo mới. Riêng tuyến tàu cao tốc thủy nội địa thành phố Rạch Giá, Lại Sơn, Kiên Hải, thành phố Hà Tiên, Tiên Hải hoạt động bình thường, phục vụ khách du lịch và người dân địa phương đi lại, vận chuyển hàng hóa ra đảo. Các hãng tàu thông báo đến phòng vé, đại lý bán vé và hành khách đã đặt cọc hoặc thanh toán 100% tiền vé để hoàn trả lại tiền hoặc đổi vé qua ngày khác khi tàu hoạt động trở lại bình thường, tùy theo yêu cầu của hành khách. Việc tạm ngừng hoạt động trên các tuyến cao tốc trên vùng biển do thời tiết xấu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, nhưng ảnh hưởng bất lợi đến việc đi lại, gián đoạn công việc của nhân dân, nhất là ảnh hưởng đến các tuyến tour du lịch hè ra tham quan du lịch trải nghiệm vùng biển đảo đã được sắp xếp lên kế hoạch của các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong và ngoài tỉnh. Theo Đài khí tượng Thủy văn Kiên Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Rạch Giá, Hòn Sơn, Kiên Hải, cửa cạn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có mưa trên diện rộng, lượng mưa từ 30 đến 32,8mm. Dự báo đến ngày 14 tháng 7, mưa vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và lượng mưa phổ biến từ 60 đến 90mm trên 48 giờ, có nơi trên 100mm. Mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, có thể làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và gây ngập úng ở một số vùng trũng thấp ven sông, kênh rạch. Gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần cấp 4, cấp 5 và giật mạnh cấp 6 đến cấp 8, sóng cao khoảng 2m. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7, nhà chức trách cho biết thành phố Cape Town của Nam Phi và các khu vực lân cận đã hứng chịu thêm nhiều cơn bão làm tốc mái nhà cửa và gây lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 4.500 người phải đi sơ tán và làm hư hại ít nhất 15.000 công trình kiến trúc. Nhiều người bị mất nhà cửa đang phải trú tạm trong các căn lều bằng kim loại và gỗ ở khu định cư nghèo khó. Ở ngoài ô Cape Town, nơi đặc biệt dễ bị tổn thương trước gió mạnh và lũ lụt, trung tâm điều hành thảm họa của Cape Town đã làm việc suốt đêm hỗ trợ người dân. JP Smith, thành viên Ủy ban An toàn và An ninh của thị trưởng thành phố cho biết, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đã cung cấp hơn 36.000 bữa ăn và phân phát 6.000 chăn cho người bị ảnh hưởng trong 2 ngày qua. Thị trưởng Cape Town Gideon Hill-Levis cho biết, 3 con sông lớn trong tỉnh đã vỡ bờ. Cơ quan quản lý thiên tai cấp tỉnh đã ra lệnh sơ tán một số người dân ở khu vực nông nghiệp Seasdurdon và một số khu vực trồng nho xung quanh Stellenbosch cách Cape Town khoảng 30 dặm 48 km. Vì lũ lụt, các nhà chức trách đang xem xét việc xả lũ có kiểm soát từ một số đập như một biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn nước tràn và gây thêm thiệt hại. Nhiều đợt không khí lạnh đã tấn công khu vực ở cực Tây Nam Châu Phi kể từ cuối tuần trước, mang theo lượng mưa kỷ lục ở một số nơi và gió giật mạnh. Chính quyền thành phố Cape Town cho biết, thời tiết xấu dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần và có thể sang tuần sau. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực đêm nay và sáng mai 14 tháng 7. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía Bắc, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.
quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, trong 10 ngày tới, trên Biển Đông, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai. Cụ thể, một giải hội tụ nhiệt đới đang duy trì hoạt động và gây thời tiết xấu trên khu vực giữa Biển Đông. Do ảnh hưởng của giải hội tụ này nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, ngày và đêm nay có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sóng biển cao từ 1,5 đến 2 mét. Dự báo từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7, trên giải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành vùng áp thấp, sau đó có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2,5 mét. Cũng do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, từ khoảng ngày 14 đến 16 tháng 7, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Miền Bắc từ đêm 13 tháng 7 cũng có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.